Đó, bây giờ mình sẽ nấu cháo hàu nha các bạn. Cái này là hàu sữa nè. Đó, này là hàu sữa. Với lại mình chuẩn bị hành lá nè, với lại nấm rơm và bí đỏ ha, bí đỏ bỏ vô cho ăn cho nó bùi bùi ha. Đó. Đây là cháo nghêu nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nấu trước cháo trước cho nó nhừ là mình mới bỏ này vô ha. Đó, cái cháo này các bạn thì các bạn nhớ dứt bọt nha. Đó. Nấu cho nó nhừ để mình bỏ nghêu vừa ha các bạn. Thì cháo nghêu các bạn phải làm một chén nước mắm gừng nữa nha các bạn. Đó, để tại vì nghêu là nó tính nó hàn á thì mình phải ăn gừng để cho nó ấm, nó trung hòa lại ha. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ xào nghêu nha các bạn, để mà đổ vô ha. Nhưng mà trước tiên á mình phải phi phi hành tím á các bạn. Phi hành cho nó thơm ha. Mình chờ cho nó thơm mà mình sẽ bỏ cái bí đỏ vô các bạn. Bí đỏ nữa nha các bạn. Bỏ bí đỏ vô là thơm á. Bí đỏ này mục đích mình bỏ vô ăn cho nó bùi các bạn. Bạn không thích thì hỏi bỏ cũng được. Nói chung là cháo nghêu các bạn nó mặn lắm á. Tại vì cái con nghêu đó nó ở dưới biển nó mặn rồi, nên các bạn sẽ hạn chế nghêu hạt nghêu ha. Xào mình xào cho cái này nè nó săn lại nha các bạn, cái bí này nè con cắn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái nấm vô nha các bạn. Rồi cho nó săn lại ha. Rồi cho nghêu vô các bạn. Bây giờ mình sẽ xào sơ nghêu ha. Xào cho nó tái các bạn. Các bạn sẽ sử dụng cái nước cháo á, chế vô ha. Rồi mình sẽ cho một chút xíu đường nha các bạn. Khoảng mộng mua cà phê đường cho nó thấm đi, nó trung hòa lại. Một ít hạt nêm thôi nha các bạn. Đó. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ cho cái nghêu này vô cháo nha các bạn. Nói các bạn thì sau khi mà mình bỏ nghêu đỏ bí đỏ rồi vô là nó như thế này nè. Mình phải nấu một hồi, nấu chờ cho nó sôi lên là được ha. Các bạn. À. Thì nói chung là các bạn có hỏi bỏ bí đỏ nhiều vô để ăn cho bùi ha. À. Bỏ lên trên sôi nha các bạn. Xong chưa? Rồi. Nói luôn, nói luôn. Xin chào mọi người. Bỏ mẹ vô giữa nè bay. À, dớt dớt bí bí rồi cho nó có một gì đỏ rồi mà. Đó. Đỡ hả? Nếu gà cái gì? Nếu nhiều rồi đầu biển. Nó bỏ hành vô ba cho nó đẹp đẹp miếng nha. Mẹ. Cô
con biết mẹ, con biết mẹ làm mà không chuyên nghiệp gì hết. Rồi mày vô mày làm, con làm gì? Bơ mày nhậu hoài.